Mừng lễ Thánh Giuse thợ, hôm nay chúng ta được mời gọi noi gương Thánh Giuse, một người thợ mộc cần cù, khiêm nhường và âm thầm làm việc trong niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Thánh Giuse đã sống đời lao động theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Cho dù được trao phó sứ mạng cao cả là nuôi dưỡng đấng cứu thế, Thánh Giuse không đòi hỏi cho mình một cuộc sống sung túc, giàu sang. Ngài sẵn sàng bước vào một đời sống bình dị như bao gia đình khác. Ngài luôn là bác thợ mộc cần cù, chăm chỉ, phải vất vả đổ mồ hôi để có thể nuôi sống gia đình. Ngài luôn khiêm tốn với tước hiệu bác thợ mộc, có khi còn bị coi thường. Vì đối với xã hội Do Thái thời ấy, những người làm nghề thợ mộc thường rất nghèo khó. Tuy nhiên, Thánh Giuse đã dùng chính nghề được xem là nghèo khó để nuôi dưỡng con Thiên Chúa, lớn lên trong tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa. Vì thế, công việc của Thánh Giuse không dừng lại ở sự sống phận xác, mà còn vươn tới đích điểm cao cả là cộng tác vào công trình cứu độ của ngôi hai Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng con biết chạy đến với Thánh Giuse trong những lúc gian nan, vất vả, với cuộc sống hàng ngày và biết cậy trông vào Thiên Chúa trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, vì Thiên Chúa luôn ở bên chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một mẫu gương làm việc là Thánh Giuse. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên cuộc đời chúng con, để chúng con biết noi gương thánh nhân mà làm vinh danh Chúa trong mọi công việc hàng ngày. Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.